Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Không còn giữ khoảng cách, Thanh Sơn Khả Ngân liên tục phát cẩu lương khiến dân tình lụi tim. Thanh Sơn Khả Ngân liên tục cho dân tình hít thính không ngừng nghỉ. Cặp đôi Thanh Sơn Khả Ngân được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian qua. Màn tương tác của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến ai nấy đều thích thú. Trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải bức hình cực xinh đẹp kèm dòng chú thích. Ai tặng bông lên tiếng đi chứ không ổn lắm à ngang. Ngay phía dưới, Thanh Sơn liền để lại bình luận. Hóng, chỉ với một chữ ngắn gọn nhưng đã thu hút đông đảo lượt like, ha ha, từ phía cư dân mạng. Đáp lại lời của tình tin đồn, Khả Ngân để lại bình luận. Hóng vụ gì vậy? Có gì thế? Màn tương tác của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến ai nấy đều thích thú. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước như: Em thay mặt ai Sơn tặng chị đó, thích không chị ơi? Biết người tặng là ai rồi chứ chị, em đoán được nè. Hoa đẹp, người xinh, chắc người tặng cũng đẹp trai lắm. Ai Sơn lên tiếng đi chứ, còn gì nữa, để chị Ngân hỏi hoài. Khả Ngân và Thanh Sơn đang là cặp đôi rất được khán giả yêu thích sau khi kết hợp cùng nhau nhiều dự án phim với không ít phản ứng hóa học tình yêu cực mạnh. Khả Ngân và Thanh Sơn đang là cặp đôi rất được khán giả yêu thích sau khi kết hợp cùng nhau nhiều dự án phim với không ít phản ứng hóa học tình yêu cực mạnh. Từ đây nhiều nghi vấn về việc Thanh Sơn Khả Ngân có đang phim giả tình thật hay không đã được đặt ra. Nhiều nghi vấn về việc Thanh Sơn Khả Ngân đang có phim giả tình thật hay không đã được đặt ra. Nói về tin đồn đẩy thuyền với Thanh Sơn, Khả Ngân từng chia sẻ: Tôi rất hạnh phúc vì sự kết hợp của tôi và anh Thanh Sơn được khán giả đón nhận. Tôi cảm thấy khá vui bởi mọi người yêu quý nhân vật nên mới tin vào chuyện tình cảm trong phim mà đẩy thuyền chúng tôi đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quý khán giả vì họ không nói quá sự thật hay làm điều gì khiến tôi khó chịu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.